hộ tịch quy định, trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con. Trường hợp cha mẹ không thể đăng ký khai sinh cho con, thì ông hoặc bà hoặc người thân thích khác hoặc cá nhân tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ em có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em. Còn về thẩm quyền đăng ký khai sinh thì là Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh. Ủy ban Nhân dân cấp xã ở đây được hiểu là Ủy ban Nhân dân xã hoặc phường hoặc thị trấn nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ. Lưu ý, người đi đăng ký khai sinh cho trẻ em thì cần chuẩn bị các giấy tờ như sau. Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu sẽ được cung cấp tại cơ quan đăng ký khai sinh cho trẻ em. Bản chính giấy chứng sinh. Trường hợp không có giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh. Nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh. Tờ khai đăng ký nhận cha mẹ con theo mẫu trong trường hợp có phát sinh làm thủ tục nhận cha mẹ con, kèm theo các chứng cứ chứng minh quan hệ cha con hoặc quan hệ mẹ con, gồm văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan khác có thẩm quyền xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con. Trường hợp không có văn bản nêu trên thì các bên nhận cha mẹ con lập văn bản cam đoan về mối quan hệ cha mẹ con, có ít nhất 2 người làm chứng về mối quan hệ cha mẹ con. Người đi khai sinh cho trẻ phải xuất trình được giấy tờ tùy thân như hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp. Còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký khai sinh nhận cha mẹ con. Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để chứng minh thẩm quyền đăng ký khai sinh nhận cha mẹ con. Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký khai sinh thì quý cô chú, các anh chị và các bạn sẽ được cấp một bản chính giấy khai sinh cho con của mình với nội dung đăng ký khai sinh gồm thông tin của người được đăng ký khai sinh, họ, chữ đệm và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, quê quán, dân tộc, quốc tịch. Thông tin của người cha mẹ được đăng ký khai sinh, họ, chữ đệm và tên, năm sinh, dân tộc, quốc tịch, nơi cư trú, số định danh cá nhân của người được đăng ký khai sinh. Đến đây, quý anh xin phép được kết thúc phần chia sẻ. Hy vọng qua video này thì quý cô chú, các anh chị và các bạn có thể hiểu rõ hơn về thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ em. Và trong trường hợp quý cô chú, các anh chị và các bạn có vấn đề gì cần trao đổi và chia sẻ thì kính mời để lại ý kiến trong phần bình luận của video để chúng ta cùng thảo luận.